ở đây có ai như tôi không? Chính tay mình đi chợ về, nhưng khi về mở làn ra vẫn hồi hộp như bóc một món quà vậy. Rất thích cái cảm giác này, kiểu như là thu gặt thành quả vậy. Ra tới chợ thì cái gì cũng muốn mua. Mỗi lần đi chợ phải lượn vài vòng thì mới đã, nên mỗi lần về là mở ra như một cái tiệm bán đồ ăn thu nhỏ vậy. À, tôi có mua một quả thị mà nó thơm nức mũi khắp nhà luôn rồi. Ở nhà có củ hành tây với lại gói bột chiên giòn, nên tôi mua thêm miếng ức gà với ớt chuông. Thế là làm món ức gà xào chua ngọt là chuẩn bài rồi. Ớt chuông, hành và gà tôi thái hạt lựu vừa ăn, ướp bột chiên giòn và quả trứng vào gà. Để một lúc cho thấm thì bác chảo dầu nóng cho gà vào chiên giòn hai mặt. Phi hành mỡ cho thơm rồi cho gà vào xào. Công thức nước mắm thì tôi để trên màn hình nhé. À, còn thiếu tiêu, bác nào ăn được nhiều tiêu thì cho vào ăn cho ngon. Cho luôn ớt chuông và hành vào xào cho ngấm gia vị. Khi nào được thì cho vài cọng hành lá vào là nhìn món ăn lại hấp dẫn hẳn. Ăn cơm với món này thì chỉ có đánh bay nồi cơm thôi.